bữa nay không có làm gạch giềng. Không có làm gạch giềng rồi. Không có làm gạch giềng thì mình bỏ 4.000 thôi. Tiền đây. Kiếm tiền xem được bao nhiêu. Cái này 728.000 đồng. Tổng cộng là 728.000 đồng. Xếp lại. Đó, trong đó nó mạnh không chị? Mạnh, ở đá. Đừng có sờn đâu. Đừng có sờn đâu. Cho em mượn thùng đi. Trong đây mới được. Đây nhẹ chị để mà nó. Đó là bỏ đá, em hở hở nó. Xây luôn. Sao vừa cái thùng thôi chị ơi. Cái thùng rồi tới 20 kg nha. Thôi chật nó. Cái thùng là trên 20 kg. Cái thùng là 2 mấy kg. Có để 2 thùng được không? Thôi chở thôi như đó được rồi. Để chở được thùng mà. Hết cái này đi, cái này mấy con. Thôi đừng chật lên. Hơn 1 kg à. Thank you.
này tới 18 kg. Thủng chưa hả? Hả? Không, mua hai chứ hai mấy ký còn được mà. Cái bội hết nhiêu rồi chị? Cái bội cái này là 18 kg luôn giữ. Cái bội nhiêu? Để thì căng lại đi thôi. Dạ. Để giờ. Anh Dương của anh mới ở bên Tân Dương. Đi chở cái gì kìa, thà mua ở trên vườn cũng đầy thùng vậy nè, em đi chở thả mua đây bán chứ đâu. Sanh vốn tạo chưa ác nghiệp đều do vô khỉ tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chưa ác nghiệp đều do vô khỉ tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp đều do vô khỉ tham sân si từ thân khẩu ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp rồi thì không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng rồi thì không quy y tôn hữu ác đảng. Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sanh này là những chú cá nghe tiếng niệm Phật A Di Đà được hưởng hồng ân, mau mau được chuyển kiếp thành người, gặp được chánh pháp, giác ngộ pháp Bồ Đề Tâm. Hôm nay là mùng 9 tháng 6 năm Canh Tý. Thì con xin hồi hướng công đức phóng sanh này của Huyền Thất Tổ, nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh, oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến thời hiện tại hỷ xả cho con được giải oan kiếp. Xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà theo Phật tu hành. Cầu an cho tất cả người thân trong gia đình đều sức khỏe dồi dào, trên thân dưới hòa thuận tay như thiên hòa, làm ơn phát đạt. Nam
Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cậu chạy ra trường rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Cán nghĩa đi xong nó xuống trên hình mua chuyển kiếp hình rồi. Trong hình dỗi vào kêu và để con cá xuống nhẹ nhẹ thôi, thấy cái mỏ nhỏ xuống rừng dập môi dập mỏ hết trơn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi thả những chú cá nha. Ồ rồi đi coi chú cá sau này chuyển lên thân người gặp Phật pháp tu hành đó. Tu hành chuyển kiếp thành người, mau mau giác ngộ chánh đạo. Thấy nước nhiều mà nước rộng. Rồi. Chúng lội rồi đó. Đây là bảy mình. Chúng lội thân thấp hết trơn rồi đó. Sao mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã hoan hỷ xem video mình phóng sanh những chú cá. Hôm nay là mùng 9 tháng 6. Rất là đẹp. Cho chú về với sông với suối tu hành mau chuyển kiếp thành người, về độ lại chúng sanh. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi hoan hỷ chào tất cả các bạn.